Xin chào Việt Nam. Ngày cuối tuần của các bạn như thế nào? Của tôi thì khá là mệt nhưng rất là vui. Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần thì tôi nhận ra rằng là 2 ngày nghỉ là hợp lý nhất, vì 2 ngày nghỉ giúp bạn thoải mái đầu óc hơn, thư giãn hơn và không quá quên những việc đã làm ở tuần trước. Nếu như chúng ta nghỉ 3 ngày thì tôi chắc chắn là các bạn sẽ quên hết những việc đã làm ở cuối tuần trước. Nói thì nói thế thôi nhưng tôi cũng rất muốn tuần làm 4 ngày như Microsoft. Ở Microsoft thì họ sẽ chỉ làm 4 ngày và sẽ tập trung dồn hết lực để làm việc 5 ngày trong 4 ngày đấy. Còn 3 ngày còn lại thì họ có thể làm những việc khác. Như vậy là cũng rất tuyệt phải không? Còn các bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Chúc các bạn có một tuần làm việc mới vào ngày mai thật hiệu quả. Tạm biệt.